Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái ví dụ số 3 để rèn luyện cho các em cái kỹ năng dựng hình trong cái bài toán khoảng cách giữa hai đoạn chéo nhau. Nếu mà gặp khó khăn trong cái việc dựng hình đó thì các em có thể xem thêm cái bài giảng của thầy về cái phương pháp gắn hai trục tọa độ nha. Rồi, nhưng mà tùy vào từng cái bài toán cụ thể các em nên học, nên biết nhiều cái phương pháp đi. Tại vì tùy vào từng cái bài toán cụ thể mà chúng ta sẽ biết được cái phương pháp nào nó nhanh. Khi các em biết nhiều cái phương pháp thì các em mới có được cái sự lựa chọn tốt nhất cho cái phương pháp giải cho từng cái bài toán. Chứ còn nếu chúng ta biết ít cái phương pháp quá, chúng ta cứ cố chấp một hai cái phương pháp nào đó mà chúng ta không có linh hoạt thì sẽ tốn thời gian trong cái việc giải từng bài toán cụ thể cũng như là cái tư duy cho cái bài toán cụ thể. Trước tiên chúng ta coi qua cái đề nha. Cho hình chớp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa cái đường thẳng SD và AC, còn B là tính khoảng cách giữa đường thẳng MC. Xin lỗi, tính khoảng cách giữa MN với SC. M là trung điểm của SB và N là trung điểm của CD. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình chung với nhau nhé. Đề bài cho đáy là hình vuông thì chúng ta sẽ vẽ cái hình biểu diễn của nó là hình bình hành thôi. Dạ, hình biểu diễn là bình hành thôi ha. Rồi. Nhưng mà cái bài này chúng ta phải xác định coi cái đường cao của nó. Đường cao của nó ở đâu ha. Đề bài cho hình chớp S, A, B, C, D, A, B, C, D. Thì chúng ta phải xác định được cái đường cao. Cái đường cao của hình chớp này nằm ở đâu? Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tức là cái mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD. Thì ở đây các em cần nhớ là một cái định lý về trong cái bài hai mặt phẳng vuông góc cho cái mặt phẳng B1 này, nhắc lại luôn ha. Cho cái mặt phẳng B1. Một cái mặt phẳng B2 vuông góc với mặt phẳng B1. Rồi. B2 vuông góc với B1. Một mặt phẳng B2 vuông góc với mặt phẳng B1 và mặt phẳng B2 B1 cắt nhau theo giao tuyến là cái đường thẳng delta ha. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng delta. Một đường thẳng nằm trong mặt phẳng B mà vuông góc với giao tuyến delta. Một đường thẳng nằm trong mặt phẳng B2 và vuông góc với giao tuyến delta thì cái đường thẳng D nó sẽ vuông góc với mặt phẳng B1. Rồi. Thế thì từ những điều gì mà chúng ta suy được cái này? Đó là B1 vuông góc với B2. B1 giao với B2 là delta. Tổng hợp tất cả những điều này thì chúng ta mới suy được đây nhé. Và đường thẳng D vuông góc với delta, D nằm trong B2. Đấy, thì thầy nhắc lại cho em một cái định lý trong cái bài hai mặt phẳng vuông góc. Ở đây các em thấy là cái mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD. Mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD này. SAB này vuông góc với mặt phẳng A, B, C, D. Đấy. Và chúng cắt nhau theo cái giao tuyến là gì đây? Chúng cắt nhau theo giao tuyến là AB. Là có SAB nó giao với mặt phẳng A, B, C, D. Theo giao tuyến là đường thẳng AB. Và hãy nhìn theo. Thế để xác định đường cao của hình chớp thì từ cái đỉnh đó chúng ta chỉ cần kẻ cái đường trong cái tam giác SAB, chúng ta kẻ một cái đường vuông góc với AB là đủ. Chúng ta chỉ cần kẻ SH vuông góc với AB thì chúng ta sẽ có ngay là SH vuông góc với cái mặt phẳng ABCD. Được. Mình phải phân tích được cái chân đường cao của hình chớp ở đâu thì chúng ta vẽ được cái hình. Và thậm chí là điểm H là trung điểm của AB đúng không nha? H là trung điểm của AB luôn. H là trung điểm của AB là vì cái tam giác SAB là tam giác đều ha. Tam giác SAB là tam giác đều nên khi các em kẻ SH vuông góc với AB thì điểm H nó sẽ là trung điểm của AB. Chà. Vậy tới đây thì các em xác định trung điểm trước, trung điểm H đây. Từ điểm H các em sẽ dựng cái đường vuông góc xuống cái mặt bằng như đấy. Dựng cái đường thẳng đứng xuống ha. Chúng ta sẽ vẽ cái đường cao của nó của hình chớp trước. Rồi, SH vuông góc với AB. Rồi chúng ta nối các cái đoạn thẳng còn lại lại. Rồi.
Rồi, nó hơi lệch cái xíu, kệ đi. Đi mắt đây. Đề bài yêu cầu tính khoảng cách giữa đường thẳng AC và SD. Rồi, AC và SD. AC và SD ha. AC với SD là lúc đây AC là cái cạnh ở dưới đáy, SD là cái cạnh bên ha. SD là cạnh bên. Thì lời khuyên là các em nên vẽ thêm cái hình vuông thật ra, em nên vẽ hình vuông thật ra đây. Rồi, A, B, C, D. Rồi, đề bài còn tính khoảng cách giữa cái đường thẳng AC với SD. Thì lúc này các em sẽ, đây là khoảng cách giữa cái cạnh bên và cạnh đáy. Thì chúng ta sẽ dựng cái mặt phẳng chứa cái cạnh bên song song với cạnh đáy. Trong cái trường hợp này thì cái nó khác với cái ví dụ trước đó là nó chưa có sẵn cái mặt phẳng đó. Chúng ta phải tạo nó ra. Chúng ta phải tạo cái mặt phẳng này ra bằng cách là chúng ta dựng một cái đường thẳng. À, có cái phương pháp sẵn rồi ha, các em sẽ dựng cái đường thẳng đi qua cái điểm D và song song với AC. Đấy, dựng đường thẳng XY. Dựng đường thẳng XY song song với AC. Thì tiếp theo các em để tính khoảng cách câu A thì chúng ta sẽ dựng cái đường thẳng XY song song với AC và cái điểm D thuộc vào XY. À, thì lúc này các em sẽ có ngay được cái đường thẳng AC nó sẽ song song với cái mặt phẳng tạo bởi cái đường thẳng XY với cái đường thẳng SD, hay là cái mặt phẳng EF đi cho các em dễ hình dung, dễ gọi tên cái đó. À, lúc này chúng ta sẽ dựng cái đường thẳng rồi song song đây. Rồi đây nhé, rồi tương đối thôi ha. Thì các em sẽ lấy cái điểm E, điểm F trên đây đi, E, F. Ví dụ vậy cho dễ hình dung cái mặt phẳng này. Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách giữa hai cái đường thẳng chéo nhau nó sẽ quy về khoảng cách từ một cái điểm cho đến một cái mặt phẳng. Thì lúc này các em sẽ suy ra được là cái khoảng cách giữa AC với SD đó nó sẽ bằng cái khoảng cách giữa AC với SD thì nó sẽ bằng cái khoảng cách từ cái một cái điểm A hay điểm C gì cũng được. Khoảng cách từ điểm A đi. Khoảng cách từ điểm A đến cái mặt phẳng là SEF. Rồi, bây giờ khoảng cách từ điểm A đến khoảng SEF. Đây. Điểm H nằm đây. Rồi, bây giờ là quan trọng là làm sao các em quy được cái khoảng cách từ cái điểm H, điểm A đến cái mặt phẳng này. Khoảng cách từ điểm A đến cái mặt phẳng là SEF. Thì các em phải quy về cái khoảng cách từ cái điểm H đến mặt phẳng SEF cho nó dễ. Rồi, làm sao để quy được khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng SEF về cái khoảng cách từ điểm H đây. Thì lúc này các em sẽ dựng cái đường thẳng, vẽ cái hình chỗ này đã bị thất bại rồi. Vẽ cái hình chỗ này đã bị thất bại. À, là vì chúng là lúc này các em phải kéo dài cái khoảng cách từ cái điểm A đến đường thẳng này đúng không? Thì lúc này chúng ta phải coi có một cái cách đó là để quy về khoảng cách từ điểm H đó là mình phải tìm giao điểm ra đúng không? Kéo dài này ra tìm giao điểm ra. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể coi cái khoảng cách từ cái điểm B, chuyển khoảng cách từ điểm B đến đây được không? Chuyển khoảng cách từ điểm B này coi nó bằng bao nhiêu lần? Cái này phải kéo dài cái đường thẳng, cái phải kéo dài đường thẳng SI này ra thì nó sẽ cắt AB tại cắt cái đường thẳng kéo dài này ra thì nó sẽ cắt cái anh AH tại một cái điểm nào đó trên đây, thì các em mới tính tỷ lệ nó mới dễ. Thì thất bại chỗ lúc đầu vẽ cái hình nó hơi nhỏ, không có kéo dài này ra được nè. Thầy vẽ trên đây. Rồi, đây là điểm H ha. Đây nè. Đây là D đây. Đấy. Đây là XY nè. Thì nó sẽ cắt nhau tại một cái điểm Y nào đó trên đây. Đây là điểm A. Rồi. Đây là điểm H. Đấy. Thì lúc này chúng ta phải quy cái khoảng cách từ cái điểm A đến cái mặt phẳng này. Coi nó bằng bao nhiêu lần cái khoảng cách từ điểm H cho đến cái mặt phẳng này. Đấy. Rồi.
Lúc này chúng ta sẽ tính coi cái khoảng cách từ điểm A, chỗ này thầy gọi đây là cái do hai này song song với nhau này. AC song song á, AC song song. Rồi. Kéo dài này ra luôn đi cho dễ nhìn luôn. Cắt nhau tại điểm này điểm B. Cắt nhau tại điểm này là điểm G đi. Rồi cái này nó cần nhiều cái kiến thức về hình học phẳng nữa. Chỗ này do cái trường thẳng do cái đường thẳng y EZ này, đường thẳng EZ này nó song song với AC, nó song song với AC thì thầy sẽ dễ dàng chứng minh được là cái điểm A đó, điểm A nó là trung điểm của điểm A nó là trung điểm của IB. Điểm A là trung điểm của IB. Các em chứng minh được điều này không biết. Em chứng minh được điểm A là trung điểm của IB nhé. A là trung điểm của IB. Cái chúng ta đang cần ở đây là cái chúng ta đang cần ở đây là gì? Đó là chúng ta có DA chia cho DH thì nó sẽ bằng DA chia DH thì nó sẽ bằng AI chia cho IH. Với điểm I là giao điểm của AH và XI nhé. Đấy, thì cái chúng ta đang cần là tính cái tỷ số này. Thì thầy muốn tính coi cái tỷ số này bằng bao nhiêu. Muốn tính tỷ số này bằng bao nhiêu thì chúng ta phải chứng minh này, tính cái này ra. Do XI này nó song song với AC đúng không? Song song với AC. Rồi. Thì chỗ này dễ dàng tính được thôi mà. Góc này là bao nhiêu? Góc này là 45 độ. Tính rất là dễ. Góc này 45 độ nè. Hình vuông mà. Góc này 45 nè. Đúng không? Tính rất là dễ. Rồi. Thì thầy sẽ dễ dàng tính được cái đoạn này là 1. Đoạn này là 1. Nên là thầy sẽ chứng minh được là AC, AC chính là cái đường trung bình của tam giác là BEZ, hay là điểm A là trung điểm của điểm A là trung điểm của IB. Nên hình dung được, hình dung được không? Điểm A là trung điểm của IB nhé. A là trung điểm, A là trung điểm của IB. Thì thầy có giải thích bằng cái lời nói đó, các em nên ghi lại nhé. Thầy nói lại nè, cái góc này là 45 độ nên là các em sẽ dễ dàng tính được cái đoạn này là bằng một đơn vị, hay là cả đoạn này bằng hai, tính rất là nhanh. Hai thì khi đó điểm C chính là trung điểm của BZ ha, BZ thì AC sẽ là đường trung bình, hay điểm A là trung điểm của IB. A là điểm của IB thì cái đoạn này A là trung điểm của IB thì thầy sẽ có tính, thầy tính thay vì lập tỷ số thì tính ra luôn cái số cho dễ chứ gì. Thầy có luôn là AI nó sẽ bằng là 1, còn AH thì nó sẽ bằng, còn IH thì nó sẽ bằng là 3 chia 2 đúng không? Anh này là 1 cộng với 1 phần 2 là 3 phần 2. Vậy là lúc này thầy sẽ có được cái tỷ số bên đây. Cái tỷ số này AI chia AH sẽ bằng nhiêu? Chỗ này nó sẽ bằng 2 phần 3. 2 phần 3 nhé. Rồi. Muốn làm được cái cách mà trực tiếp đó, thì nó đòi hỏi không phải chỉ kiến thức hình học không gian không, mà còn phải vững về cái kiến thức hình học phẳng nữa thì chúng ta mới làm giải quyết tốt. Rồi xong rồi đó. Vậy là từ đây chúng ta sẽ có DA nó sẽ bằng 2 phần 3 lần DH là xong. DA nó bằng là 2 phần 3 lần DH. Thì chỉ cần tính cái khoảng cách từ điểm H cho đến mặt phẳng S, EF là xong. Muốn tính khoảng cách từ điểm H đến S, EF thì từ điểm H chúng ta sẽ kẻ cái đường vuông góc xuống. Chúng ta sẽ kẻ đường vuông góc xuống. Nhưng mà chúng ta cái lúc mà kẻ đường vuông góc đó, thì chúng ta tính gì cho nó nhanh nè. Đây là chúng ta tính được đoạn này là bằng nhiêu đây. Đoạn này là bằng 1 này, đây 1 này. Thì T đi. Thì căn 2 chia 2 được không? Đấy. Thì thầy sẽ tính được là AT là bằng căn 2 chia 2. AT là căn 2 chia 2. Rồi thầy kẻ cái HG HK đi. Thầy kẻ HK vuông góc với cái đường thẳng XY. Thì cái HK này, cái tỷ lệ với HK này nè, thì nó cũng bằng với cái tỷ lệ của là em có là AT, AT chia cho HK thì nó cũng bằng là IA chia cho IH, tức là cũng bằng 2 phần 3. Hay là các em có được là HK đó thì nó sẽ bằng là 3 phần 2. HK nó bằng 3 phần 2 của I của AT. Tức là 3 phần 2 nhân căn 2 chia 2 là bằng 3 căn 2 chia 4. Được không? Đấy. Tính rất là nhanh như thế. Nhưng nếu mà chúng ta có được cái kiến thức hình học phẳng nó vững một tí xíu thì cái này tính rất là nhanh hơn cái việc các hình chụp tọa độ lắm. Tại vì cái này thì đang giải thích rồi tự luận thì phải lập luận chứng minh dài dòng ra thôi. Còn chúng ta đang nói nếu mà trình bày trắc nghiệm đó thì chúng ta lược bỏ những cái bước mà ghi chép rồi chứng minh, chúng ta chứng minh trong lúc ôn tập để hiểu. Còn trắc nghiệm thì thao tác thực hiện tính toán thôi thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian. Và rõ ràng là cái kỳ thi trắc nghiệm nó không hề làm mất đi cái tư duy.
đừng đừng có lo lắng điều này nha. Mắc tư duy là đối với ai lười thôi, mà đã lười rồi thì thi cái nào cũng mắc tư duy cả, chứ không phải là thi tự luận là sẽ tăng cái tư duy đâu. Với những cái người siêng năng học tập thì thi trắc nghiệm nó sẽ phát triển nhiều hơn cái tư duy. Tại sao? Tại chúng ta lược bỏ qua những cái bước này để chúng ta đi khám phá, chúng ta đỡ mất thời gian, những cái này chúng ta khám phá được nhiều hơn, chúng ta dành thời gian học được nhiều hơn, thay vì phải ghi chép lại những cái mà đã biết rồi, đúng không? Thôi, quay trở lại bài toán. Thì ở đây chúng ta sẽ tính được là HK bằng là 3 căn 2 chia 2 thì xong rồi. Thì còn lại là chúng ta sẽ tính HK đâu đó dưới đây, thầy khỏi vẽ lên hình nha, thầy nhìn rất rối mắt. Em kẻ HK xuống đây, xong em nói đường này đường số 2, đường số 3 đó. Thì lúc này em kẻ HK kẻ đâu đó nè, giờ em dùng nè. Đây, HK dưới này đi. Đấy, đúng không? Rồi nói SK lại nè. Nói SK lại. Rồi, kẻ thêm cái đường số 3 là gì đây? Chúng ta đây, kẻ thêm đường số 3 đây. Rồi, đó. HH phẩy nè, thì đó, HH phẩy là cần tính nè. Thì lúc này em sẽ có là 1 phần HH phẩy bình phương. 1 phần HH phẩy bình phương nó sẽ bằng là 1 phần HK bình phương. 1 phần HK bình phương cộng với 1 phần SH bình phương. Vậy nó sẽ bằng là, ở đây nghịch đảo là sẽ là 16 chia cho bao nhiêu? 16 chia cho 18 nha. 16 chia 18 cộng cho SH. SH thì dễ rồi, SH là đường trung tuyến trong tam giác đều thì bằng căn 3 chia 2 thôi. Cạnh nhân căn 3 chia 2. Tam giác SAB là nhất đều nha, cạnh nhân căn 3 chia 2. Thì thế vào đây sẽ là 4 phần 3 đúng không? Rồi. 4 phần 3. Thì đây chắc các em sẽ nhân thêm cho 6. 6 nhân cho 4 là bằng 24, 24 cộng với 16 là 50 chia cho 18. Vậy là các em sẽ có được là cái HH phẩy, lấy căn cái này lại, lấy căn của 18 chia cho 18 chia cho 50 rồi lấy căn của chúng lại, nó sẽ là 3/5. Các em kiểm tra lại cái bước tính toán nha. Vậy là từ đây các em sẽ có được cái khoảng cách cần tính là 2/3 đúng không? 2/3. Vậy là các em sẽ có DA nó bằng 2/3 nhân cho 3/5 là bằng 2/5. Các em tự gắn thêm cái đơn vị A vào cho thầy nhé. Tự gắn thêm cái đơn vị A giúp cho này. Rồi, vậy là thầy trò mình đã đi xong qua cái câu đầu tiên. Thầy nghĩ là cái việc mà ghi chép chứng minh này ra thì các em có thể tự trình bày được nha. Rồi, qua cái câu B, các em hãy suy nghĩ trước khi nghe cái lời gợi ý từ thầy. Các em hãy suy nghĩ cái cách dựng khoảng cách như thế nào. Rồi. Khi mà các em nhận diễn về cái việc mà dựng cái quy về cái khoảng cách từ cái chân đường cao và nhận diễn cái việc mà dựng cái khoảng cách giữa hai hình thẳng chéo nhau thì em sẽ thấy nó rất là dễ à. Khoảng cách giữa MN và SC, MN nằm đâu vậy? MN nằm đâu? M là trung điểm của FB, M là trung điểm FB. Chúng ta sẽ bôi bớt đi những cái đường nó không cần thiết để mình tập trung hơn. Bôi này gì nhá? Rồi, đường này giờ không cần nữa đâu. Rồi, M là trung điểm của SB, N là trung điểm của DC. Rồi, nhọc ở đấy. M đây, N đây. Rồi. Rồi, hơi nhọc ở đây. Lúc này á là một cái bài toán nó đã khác đi rồi. Đó là khoảng cách giữa hai cái đường thẳng nó nằm lơ lửng luôn, chứ nó không phải là cái khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh đáy nữa. Khi chúng ta đã có cái kỹ năng dựng cái mặt phẳng song song rồi thì cái bài toán này nó sẽ trở nên dễ dàng mà thôi. Bây giờ chúng ta phải xây dựng một cái mặt phẳng, xây dựng một cái mặt phẳng chứa một cái đường thẳng này và song song với
cái đường thẳng trước cái xây dựng một cái mặt phẳng trước đường thẳng này mà song song với cái đường thẳng kia, đúng không? Quan trọng là chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng chứa đường thẳng nào, MN hay là SC. Thì cái này nó lại phụ thuộc vào cái kỹ năng và cái kinh nghiệm rồi, chứ nó không phải là cái phương pháp nữa. Vì nó đâu có cái phương pháp chung, từng một cái bài toán cụ thể thì chúng ta mới đưa ra cái phương pháp để giải. Còn cái phương pháp chung là những cái bài đầu tiên khi giúp cho người học dễ dàng tiếp nhận trong những bài đầu tiên thôi. Và tới đây thì nó không còn phương pháp chung mà nó cần cái kinh nghiệm và cái kỹ năng. Chỉ có được khi các em làm bài tập nhiều nhé. Cái việc dựng thì nếu mà chúng ta dựng từ cái điểm S này, các em phải dựng một cái đường thẳng. Nếu mà các em muốn dựng cái mặt phẳng chứa SC, muốn chọn mặt phẳng chứa SC song song với MN, thì từ điểm C chúng ta phải kẻ một cái đường song song với MN, hoặc từ cái điểm S chúng ta sẽ kẻ một cái đường song song với MN. Thì quan sát xem cái việc nào làm nó dễ hơn thì chúng ta thực hiện thôi. Ở đây rõ ràng là từ điểm C mà kẻ đường song song với MN thì nó quá khó rồi. Hoặc từ điểm S. Do đó là chúng ta nghĩ đến cái việc là từ điểm M này, từ điểm M chúng ta lấy trung điểm đây. Từ điểm M chúng ta lấy trung điểm đây. Đấy. Từ điểm M chúng ta lấy cái trung điểm của, chúng ta gọi cái điểm E đi, là trung điểm của BC đi. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là ME song song với SC. Và khi đó cái khoảng cách giữa hai cái đường thẳng này nó quay về cái khoảng cách giữa cái điểm C, khoảng cách từ cái điểm C đến cái mặt phẳng là MNE. Được không? Đấy. À, lúc này nó trở nên dễ hơn rồi, đúng không? Vì lúc này là xíu mà chúng ta dựng được, thấy được cái điều đó. Câu B. Thì đầu tiên là chúng ta gọi điểm E là trung điểm của BC, thì sẽ chứng minh được, cái này các em tự chứng minh được, là SC song song với mặt phẳng là MNE. Và từ đây thì chúng ta sẽ có được cái khoảng cách giữa SC và MN. Thì nó sẽ bằng khoảng cách từ cái khoảng cách giữa SC và MN, thì nó sẽ bằng khoảng cách giữa cái điểm C đến cái mặt phẳng là, khoảng cách từ điểm C cho đến mặt phẳng là MNE. Và tất nhiên cũng bằng cái khoảng cách từ cái điểm S cho đến MNE. Thì tùy các em muốn chuyển gì thằng nào cho nó dễ. Mục tiêu là chúng ta sẽ chuyển nó về cái chân đường cao đó. Mục tiêu là sẽ chuyển nó về cái chân đường cao khác đó. Hoặc là một số trường hợp nâng cao hơn nữa là chúng ta phải chuyển nó về cái chân đường cao mới đó. Chuyển nó về cái chân đường cao mới. Thì coi coi tùy vào cái kỹ năng của mỗi người thôi. Chuyển về chân đường cao mới hoặc là chuyển về điểm H, cái nào cũng được hết. Ở đây tạo ra cái chân đường cao mới có vẻ nó nhanh hơn. Tức là chúng ta trong cái bài toán thì các em có thể tạo thêm cái chân đường cao khác, chứ không nhất thiết phải dùng một cái chân đường cao cố định đâu. Đây các em có thể tạo ra cái chân đường cao mới rồi dùng nó. Ở đây nè, các em thấy là do cái M là trung điểm của FB nên thầy chỉ cần lấy cái điểm, bỏ hết những điểm trước đó nha, bỏ hết những cái điểm trước đó, chúng ta lấy điểm K là trung điểm của BH. Đấy. Thì thầy sẽ có là MK vuông góc với MK, nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng ABCD. Thì thầy thay vì khi sẽ quy cái khoảng cách từ cái điểm C về cái điểm H, lúc này không được nha, tại vì cái đỉnh nó đã thay đổi rồi, cái đỉnh của cái xem như cái cấu chớp mới thì cái đỉnh đã thay đổi rồi, thì cái không không thể nào dùng lại cái chân đường cao cũ được, không thể quy về cái điểm H được, phải tạo cái chân đường cao mới. Đấy, cái đỉnh của nó lúc này là điểm M, thì các em phải quy về cái chân đường cao mới, đó là cái điểm K, chứ không dùng điểm H được nha. Rồi, vậy tới đây thì các em sẽ gọi thêm cái điểm K là trung điểm của, và điểm K là trung điểm của BH. Thì từ đây các em sẽ có được là MK nó vuông góc với cái mặt phẳng là A, B, C, D. Rất là dễ để chứng minh điều này. Nó là đường trung bình của tam giác. MK là đường trung bình của tam giác S, H, B, MK song song với SH. Do đó MK vuông góc với mặt phẳng ABCD. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cố gắng quy cái khoảng cách từ cái điểm C về cái khoảng cách từ cái điểm K. Và chúng ta sẽ cố gắng là trả lời cái câu hỏi, đó là cái khoảng cách từ cái điểm C này nó bằng bao nhiêu lần cái khoảng cách từ cái điểm K tới đây. Được chưa? Cái này nó sẽ không phụ thuộc vào cái hình không gian nữa, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái hình phẳng. Nên chúng ta nên vẽ cái hình phẳng ra cho nó dễ nhìn. Đâu? M ở đây, N ở đây, E đây. Rồi.
Điểm K là trung điểm như này. Rồi. Đấy. Rồi, nó sẽ cắt nhau tại cái điểm G chỗ này. Đấy. Thì các em chỉ cần tính coi cái tỷ lệ giữa cái CG với lại cái KG chỗ này ra được rồi. Được. Tính cái CG với cái KG tính ra. Hoặc là tính trực tiếp luôn cũng được, tính trực tiếp nó nhanh hơn. Là chúng ta tính bằng cách là tính cái tỷ lệ này ra, nó hơi nhọc hơn, tính này dễ hơn. Rồi, bỏ cái hình này, vẽ cái hình lớn cho các em dễ hình dung. Thế đây thì nó lại liên quan đến cái kiến thức hình học phẳng, nó rời đi cái hình học không gian. Thế đây chúng ta cần cái kiến thức hình học phẳng vững thì chúng ta làm nó sẽ dễ hơn. K này, đây là N. Rồi. Rồi. Bây giờ cái các em đang cần tính là cái các em đang cần tính ở đây, nó trên này là chữ Y đi. Đấy. Thì các em có được là cái DC, khoảng cách từ điểm C đến cái mặt phẳng này thì gọi là DC nhé. DC thì nó sẽ bằng là chia cho DK đi. Chia cho DK thì nó sẽ bằng là CI chia cho KI. Đấy, CI chia KI. CI chia KI thì lúc này nó cũng bằng với cái thì kẻ cái đường cao từ đây xuống đây đi. Thì kẻ KK phẩy đi, vuông góc xuống đây. Và CC phẩy vuông góc xuống đây. Thì CI chia cho KI nó sẽ bằng với KK phẩy, bằng là CC phẩy chia cho KK phẩy. Đấy. Thì chỉ cần tính CC phẩy ra là xong rồi, được không? CC phẩy thì tính dễ lắm. Chỗ này là 1 phần 2, chỗ này 1 phần 2. Thì sử dụng cái một cái hệ thức lượng trong tam giác vuông thì các em sẽ tính được dễ dàng CC phẩy ha. Còn cái KK phẩy này làm sao để tính cho nó nhanh nè. Cái KK phẩy này làm sao để tính cho nó nhanh. Có nhiều cách để tính lắm. Tùy vào cái mỗi người mà thôi. Có nhiều cách lắm. Có thể dùng cái diện tích tam giác cũng được. Dùng cái diện tích tam giác cũng được. Hoặc là dùng cái... Ở đây chúng ta có thể dùng cái diện tích tam giác nè. Nói này lại. Chúng ta sẽ tính cái diện tích của cái tam giác. Đây thầy hướng dẫn hết tất cả các cách luôn nha. Thì em thấy cách nào phù hợp thì em sẽ dùng. Nếu mà dùng diện tích tam giác thì chúng ta làm thế này nè. Là thầy sẽ tính cái diện tích. Các em hình dung là để tính cái KK phẩy đó thì cách 1 thầy sẽ làm như sau. Cái thầy cần ở đây đó là tính KK phẩy nha. Thầy cần tính cái KK phẩy. Đây mục tiêu của mình là tính KK phẩy là xem như xong bài toán đó. Tính KK phẩy thì cách 1. Cách 1 thì chúng ta có thể sẽ KK phẩy nó sẽ bằng cái 2 lần cái diện tích của tam giác là KNE chia cho NE. NE tính được, NE tính rất là dễ. NE thì anh này là 1/2, 1/2 nên tính ra được NE ngay. Yeah. Pythagore là tính ra được NE ngay. NE tính ra luôn đi. Chỗ này sẽ bằng 2 lần S tam giác là KNE. Rồi. Thì anh này sẽ bằng là cạnh nhân căn 2 đúng không? Anh này sẽ bằng căn 2 chia 2. NE nó là một cái đường cạnh huyền trong cái tam giác vuông cân đó. Trong tam giác vuông cân NCE. Rồi, giờ tính được NE là vậy ha. Xong rồi đây. Tiếp theo thì tính cái diện tích của cái tam giác này. Tính diện tích của cái tam giác này. Tính diện tích tam giác này thì có tính như thế nào? Làm sao để tính được diện tích tam giác này? Thì các em sẽ tính cái diện tích của cả cái hình thang vuông. Em tính cái diện tích của cái hình thang vuông K, B, C, N. Em tính cái diện tích của hình thang vuông là chúng ta đã xong N, E rồi. Giờ còn tính cái diện tích của tam giác này. Thì diện tích của cái tam giác này thì tới đây ta sẽ tính sao? Diện tích của cái tam giác là
KNE thì nó sẽ bằng cái diện tích của cái hình thang KBCN rồi trừ cho cái diện tích của tam giác là KEB, diện tích tam giác KEB, và trừ thêm cho diện tích của cái tam giác là NCE. Được không? Và tính cũng không lâu lắm đâu. Diện tích của cái tam giác vuông này thì 1/2 nhân cho anh này là 1/4 nè. Anh này là 1/2 nè. Thì 1/2 cái nó sẽ ra 1/16 nè. Diện tích của hình thang trước đi. Diện tích của hình thang thì bằng 1/2 lần cái đường cao nhân với tổng của hai cạnh đáy. Thì chỗ này 1/2 cộng với 1/4 thì này sẽ ra là 3/4 đúng không? Anh này sẽ ra là 3/4. Này nhân 2 sẽ ra là 3/4 nè. 3/4 nè, nhân cho 1/2 nè, tổng hai cạnh đáy là 3/4 nhân 1/2 rồi nhân cho 1. Rồi trừ cho cái diện tích của cái tam giác nhỏ bên đây, diện tích tam giác nhỏ bên đây thì sẽ là 1/2 nhân 1/2 là 1/16. Rồi trừ cho cái diện tích bên đây thì là 1/8. Rồi, tới đây thì các em sẽ tính ra được dễ dàng cái này. Là chúng ta sẽ có 3/8 trừ cho 1/16 và trừ tiếp cho 1/8. Thì kết quả nó sẽ ra là 3/16. Rồi, em sẽ ra được là 3/16. 3/16 thì tới đây thì xem như là em đã có được KK phẩy nha. Tới đây em sẽ có được KK phẩy. Rồi, từ đây thì xem như chúng ta có được KK phẩy. KK phẩy thì chúng ta sẽ lấy nhân thêm cho 2 đúng không? Nhân thêm cho 2. Nhân lên cho 2. Rồi sau đó chúng ta chia lại cho cái con số này. Chia lại cho con số này. Chia con số này tức là nhân cho 1 phần nhân cho căn 2 đó. Nhân căn 2. Là các em sẽ được là 3/2/8. 3/2/8. Rồi. Vậy là anh này, vì em tính thêm CC phẩy này nữa rồi ha. CC phẩy thì nó sẽ ra nhiêu? CC phẩy thì sẽ là 1 phần CC phẩy bình phương thì nó sẽ là này, nghịch đảo này bình phương là 4 cộng với 4 là 8, là 1 phần căn 8. CC phẩy là 1 chia cho 8 lấy căn lại là căn 2 chia 4, là C sẽ phải là căn 2 chia 4, rồi chia cho KK phẩy, chia cho KK phẩy là nhân nghịch đảo lại, nhân nghịch đảo của này lại là 8 chia cho 3 căn 2, vậy kết quả sẽ là 8. Anh này rút gọn như này đi thì còn lại là 2 chia 3, được không? Đó, đây là cái đây là đang hướng dẫn cho các em cái cách để mà các em tính cái tỷ lệ đó. Thật ra ngoài ra còn có cách khác nữa ha. Ngoài cách này ra thì em có thể sử dụng cách khác, có nhiều cách để tính lắm. Ngoài kẻ này xuống góc, kẻ này xuống đây, kẻ này xuống đây, thì có thể dùng cái tỷ lệ từ cái điểm B xuống đây cũng được nè. Đấy đó, có nhiều cách. Cách thứ hai là các em có thể kẻ tìm giao điểm như này, kẻ xuống đây, được chưa? Thì em sẽ tính cái tỷ lệ giữa cái điểm B, khoảng cách từ đây đến đây đó. Tại vì cái khoảng cách từ cái điểm C, cái khoảng cách từ cái điểm C xuống đây nè, khoảng cách từ điểm C xuống đây thì nó sẽ bằng cái khoảng cách từ cái điểm B xuống đây. Đấy, thì thay vì tính cái anh này thì chúng ta sẽ tính tỷ lệ giữa hai này với nhau. Đó, như nhau cả, tùy theo mỗi người thôi. Và chỗ này thầy sẽ tính được này sẽ bằng 3/2 rất là nhanh luôn nè, được không? Đó, nhưng mà các em phải thấy được cái giao điểm như này ra. Thấy được cái giao điểm như này ra là xong rồi đó. Rồi lúc này em có luôn KK phẩy là xem như xong, còn gì nữa. Em có KK phẩy là có cái đường này. Có KK phẩy là đường này. Thì em nói cái MK phẩy lại xem, kẻ thêm một cái đường số 3 này nữa là xong. Được không? Quay về cái khoảng cách từ chân đường cao, quên hết đi. Khoảng cách từ chân đường cao thì các em chỉ cần tính là KF chẳng hạn. Em chỉ cần tính KF là xong. Thì em sẽ có được là 1 phần KF, 1 phần D, 1 phần cái DK đi, 1 phần DK bình phương, nó sẽ bằng 1 phần MK bình phương cộng với 1 phần KK phẩy bình phương. Rồi, còn lại thì các em tự thế số vô dưới thầy nhé. Tại vì KK phẩy có rồi, KK phẩy có rồi. Còn MK thì cũng đã có luôn rồi nha. MK thì nó sẽ bằng 1/2 lần của SH, được chưa? À, cái bài toán dựng hình thì nếu các em thấy em làm quen thì em thấy nó cũng dễ. Nhưng mà học hình học không gian thì không thể nào né tránh được cái kiến thức về hình học phẳng. Những cái kiến thức về hình học phẳng nó sẽ hỗ trợ chúng ta tính toán cho này. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé.